Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho dân Israel trở lại đóng trại tại trước Phi-ha-hi-rốt ngang Ba-anh-sê-phô giữa khoảng Mít-đôn và biển. Các ngươi hãy đóng trại đối diện nơi này gần biển. Chắc Pha-rô-ôn sẽ nói về dân Israel rằng: Dân đó lạc đường bị khô trong đồng vắng rồi. Ta sẽ làm cho Pha-rô-ôn cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó. Nhưng ta sẽ vì Pha-rô-ôn và cả toán binh được rạng danh. Người Ai Cập sẽ biết ta là Giê-hô-va. Dân Israel bèn làm như vậy. Vả báo cùng vua Ai Cập rằng dân Hebrew đã trốn đi rồi. Lòng Pharaoh và quần thần cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng: Chúng ta đã làm chi vậy? Tha dân Israel đi để khỏi dịch ta nữa sao? Pharaoh bèn thắng xe đem dân mình theo. Người đem 600 xe thượng hạng và hết thảy xe trong xứ Ai Cập. Trên mỗi xe đều có chiến binh cả. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh vua xứ Ai Cập cứng lòng, đuổi theo dân Israel, nhưng dân đã ra đi một cách giản dị. Người Ai Cập và cả ngựa xe, lính kỵ cùng toán binh của Pharaoh đều đuổi theo dân Israel, gặp đang đóng đồn nơi bờ biển gần Phi-ha-hi-rốt ngang Ba-anh-sê-phôn. Vả khi Pharaoh gần, dân Israel ngước mắt lên, thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu vang Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: Ai Cập há chẳng có nơi mừng, nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng: Để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập. Vì thà rằng phục dịch họ, để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập. Vì thà rằng phục dịch họ, còn hơn phải chết nơi đồng. Môi-se cùng dân sự rằng: Chớ chi, hãy ở đó, ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ai Cập mà các ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu vang ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi. Còn ngươi cứ gậy lên, đưa tay trên biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ai Cập cứng lòng theo dân Israel xuống biển. Rồi ta sẽ được rạng vì Pharaoh, cả binh, binh xa và kỵ người. Khi ta được rạng danh vì Pharaoh, binh xa cùng lính kỵ người, thì người Ai Cập sẽ rõ ràng ta là Đức Pharaoh, binh xa cùng lính kỵ người. Thì người Ai Cập sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-hô-va. Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trại quân của dân Israel lại đi sau, còn trụ mây vốn đi trước trại quân ở về sau. Trụ đứng về giữa khoảng trại người Ai Cập và trại dân Israel, làm án mây tối tăm cho đặng, soi sáng ban đêm cho đặng kia. Nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sáp gần nhau được. Vả Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn gió đông thổi mạnh đến, đùa biển lại trọn cả đêm. Ngài làm cho biển bày ra khô, phân rẽ. Dân Israel xuống biển đi như trên đất cạn, còn nước làm một tấm vách ngăn bên hữu và bên hả. Người Ai Cập bèn đuổi theo, hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pharaoh đều theo xuống biển. Và đến canh sáng, Đức Giê-hô-va đều theo xuống biển. Và đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ai Cập, bèn làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ai Cập bèn nói rằng: Ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cùng chúng ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ai Cập, binh xa, vấn kỵ của chúng nó.
Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển. Lối sáng mai, nước trở lấp phủ đáy biển lại. Người Ai Cập chạy trốn bị nước chặn. Vậy, Thô-va xô họ xuống giữa biển. Thế thì, nước tại bao phủ binh xa lính kỵ của cả đạo binh Pha-rôn đã theo dân Israel xuống, chẳng còn sót lại ai. Xong, dân Israel giữa biển như trên đất cạn, làm thành vách ngăn bên hữu. Xong, dân Israel giữa biển như trên đất cạn, làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Ai Cập. Dân ấy thấy người Ai Cập chết ở biển. Dân Israel thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã cho người Ai Cập nên sợ Ngài, tin Ngài. Môi-se là tôi tớ. Môi-se là tôi tớ. Chương 15. Đoạn Môi-se và dân Israel hát ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và ca tụng của tôi. Ngài trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi ngợi khen Ngài. Đức Trời của tổ phụ tôi tôn kính Ngài. Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ, danh Ngài là Giê-hô-va. Ngài đã ném xuống biển binh xa Pha-ôn và cả đạo binh của Ngài. Quan tướng kén chọn của người đã bị đắm nơi biển đó. Những lượng sóng đã vùi họ rồi. Họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển ấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch đi. Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài, đánh kẻ giấy nghịch cùng mình. Nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Đánh kẻ giấy nghịch cùng mình. Nổi giận phừng phừng, đốt họ cháy như rơm rạ. Mũi Ngài thở hơi ra, nước dồn lại. Lượng sóng đổ dựng như một bờ đê, vực sâu đọng lại nơi rúng biển. Quân nghịch rằng: Ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp. Hãy chia phân của giặc, tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ. Ta rút gươm ra, tay ta diệt họ. Ngài đã thở hơi ra, biển vùi lấp quân nghịch lại. Họ bị chìm như cục chì nơi đáy nước sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen hay là các phép lạ? Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này, Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ. Cơn kinh hãi áp hạ dân xứ Pha-rôn. Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ. Cơn kinh hãi áp hạ dân xứ Pha-lê-tin. Quan trưởng xứ Ê-đôm bèn lấy làm rối. Mấy mặt anh hùng áp đều kinh hồn, cả dân Canaan đều mất vía. Sự hoảng hốt kinh hãi giáng cho chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cao nơi cánh tay Ngài, chúng đều bị câm như đá, cho đến nào dân Ngài vượt qua, cho đến dân mà Ngài đã chuộc vượt qua rồi. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Chúa là đền thánh mà Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp. Vì ngựa của ông, binh xa cùng lính kỵ người đã xuống biển, và Đức Giê-hô-va đã vùi dập nước biển lên trên, nhưng dân Israel giữa biển như đi trên đất. Nữ Ti-ri Miriam là em gái Aaron, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi ra theo người cầm. Ti-ri Miriam là em gái Aaron, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi ra theo người cầm trống cơm và múa. Miriam đáp lại rằng: Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đoạn Môi-se dân Israel đi khỏi biển đỏ đến nơi đồng vắng Su-rơ, trọn 3 ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước cả. Kế đến đất Ra, nhưng vì nước tại đó đắc uống chẳng được, nên chi chỗ gọi là Ma-ra. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ. Người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng pháp độ cho dân sự. Đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng: Nếu ngươi chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm sự họ. Ngài phán rằng: Nếu ngươi chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm sự ngay thẳng trước mặt này, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài,
thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Đoạn dân sự đến đất, nơi đó có 12 suối nước và 70 cây chà là. Dân sự đóng trại tại đó gần bên suối nước. Chương 6. Nhằm ngày 15 tháng 2 sau khi ra khỏi Ai Cập, cả hội chúng Israel ở nơi Elim đến đồng vắng Shin, nằm về bản Elim và Sinai. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại đồng vắng, nói cùng hai người rằng: "Ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ai Cập khi còn kề nồi thịt và ăn bánh chán hết, vì hai người dẫn dắt chúng tôi đồng vắng này đang làm cho cả hàng dân đông này đều bị chết đói." Đức Giê-hô-va bèn phô xe rằng: "Này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sẽ đi ra, mỗi ngày nào bánh đủ cho ngày nấy, đặng thử dân, coi có đi theo luật ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần góp và sẽ được phần gấp hai của mình thường thâu hàng ngày." Môi-se và A-rôn bèn cùng dân Israel rằng: "Từ nay, các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ra khỏi xứ Ai Cập." Thắng mà Israel rằng: "Từ nay, các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Đức Giê-hô-va đã rút các ra khỏi xứ Ai Cập. Tháng mai sẽ thấy sự vinh quang Giê-hô-va, vì Ngài đã ngời các ngươi oán trách Ngài rồi. Vả lại, chúng ta là ai mà các ngươi oán trách chúng ta?" Môi-se nói: "Chiều này Đức Giê-hô-va sẽ phát thịt cho các ngươi, rồi sáng mai bánh nhiều vật, vì Ngài đã nghe ngươi oán trách Ngài rồi. Thế thì chúng ta là ai? Những lời oán trách chẳng phải đổ vào ta đâu, nhưng về Đức Va vậy." Môi-se cùng A-rôn rằng: "Hãy cả hội chúng Israel rằng, các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời oán các ngươi rồi." Và khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Israel, thì họ xây mặt về đồng vắng, thấy sự vinh quang của ra trong đám mây. Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Ta đã nghe lời oán trách của dân Israel. Vậy ngươi nói cùng chúng nó rằng, lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê và sẽ biết ta là Giê-hô-va. Vậy ngươi nói cùng chúng nó rằng, lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê và sẽ biết ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi." Vậy chiều lại có chim cuốc bay lên phục trại quân. Đến sáng lại có một lớp sương ở chung quanh đại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy bảo nhau rằng: "Cái chi vậy?" vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bèn nói cùng dân rằng: "Ấy là bánh mà ta ban cho các ngươi làm lương thực đó. Này là lời ta đã phán dặn: hãy tùy sức ăn của mỗi người và số người trong trại mà góp tên một ô mê." Dân Israel bèn làm như vậy. Kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít. Cứ lượm ô mê, ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân sự rằng: "Ai để dư lại chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người vừa đủ sức mình ăn." Môi-se nói cùng dân sự rằng: "Ai để dư lại cho đến sáng mai." Nhưng dân sự nghe theo lời Môi-se, một để dư lại đến sáng mai thì sâu hóa ở trong, sinh mùi hôi hám. Môi-se bằng nổi giận cùng họ: "Vậy hằng buổi sớm mai mỗi lượm vừa đủ sức mình ăn, mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra." Đến ngày thứ dân sự lượm lương thực hai, mỗi người hai e. Các hội trưởng đến tại cho Môi-se rõ, đáp rằng: "Ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng, mai ngày nghỉ, tức ngày Sa-bát cho Đức Giê-hô-va, hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu chi các ngươi muốn nấu, hãy còn hãy để dành đến sáng mai." Dân sự bèn để dành cho đến sáng mai, y như lời Môi-se đã truyền, vật đó chẳng sanh mùi ám và cũng chẳng hóa chút nào. Môi-se bèn nói rằng: "Hãy ăn đồ đó đi, vì ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va ám và cũng chẳng hóa chút nào." Môi-se bèn nói rằng: "Hãy ăn đồ đó đi, vì ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va, hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó trong đồng đâu. Các ngươi lượm 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 ngày Sa-bát sẽ chẳng có. Ngày thứ 7, một người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết." Đức Giê-hô-va bèn phán cùng rằng: "Các ngươi chẳng chỉ giữ điều răn và luật pháp ta cho đến nào. Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày sát. Vậy nên, đến 6 ngày lại cho các ngươi lương thực đủ 2 ngày.
trong ngày thứ bảy mỗi người phải ở yên chỗ mình, ai ra khỏi nhà. Thì ngày thứ bảy dân sự nghỉ ngơi. Nhà nên đặt tên lương thực này là ma. Nó giống như hột ngò cắt trắng, mùi như bánh ngọt ba mật ong. Mô-xê nói rằng lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn như vậy. Một ô-me mana đặng truyền trải các đời. Thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho ngươi ăn nơi đồng vắng. Giê-hô-va đã phán dặn như vậy. Một ô-me mana đặng truyền trải các đời. Thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho ngươi ăn nơi đồng vắng khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Mô-xê lại nói cùng A-rôn rằng hãy lấy một cái bình được một ô-me mana để mặt Đức Giê-hô-va đặng lưu truyền. A-rôn bèn để đó trước sự chứng cớ, hầu lưu truyền y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se. Dân Israel ăn mana trải 40 năm cho đến khi vào bờ cõi Canaan là xứ có người ở. Và ô-me là một phần 10 của ê-phô, xứ có người ở. Và ô-me là một phần 10 của ê-phô. Thư Côrintô thứ nhất, chương 1. Phao-lô theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng sốt then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrintô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của A-pô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sê-pha-na. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng: ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đang khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Greg, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.
Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Chương 2. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song lê như có chép rằng: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Thi Thiên thứ 6. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thịnh nộ mà trách tôi, chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi vì tôi yếu mọn. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Đức Giê-hô-va ơi, linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi. Con Ngài, cho đến chừng nào? Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại giải cứu linh hồn tôi. Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài, vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa. Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa? Tôi mỏn sức vì than thở. Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm, làng lệt vì cớ cừu địch tôi. Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta. Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta, Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm,
chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng, bị mất cỡ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.